Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Rolls-Royce Cullinan là mẫu xe SUV đầu tiên trong lịch sử của hãng xe sang Anh Quốc Rolls-Royce Motors được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2018. Tên gọi của dòng xe này được đặt tên theo viên kim cương thô lớn nhất thế giới. Cullinan vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống, sang trọng, nhiều công nghệ hiện đại và thân thiện với mọi địa hình. Rolls-Royce Cullinan sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng siêu xe SUV khác như Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Range Rover Sportage. Hiện nay, Cullinan là mẫu xe siêu SUV chính hãng đắt nhất Việt Nam. Cullinan là một mẫu xe gầm cao thực thụ với thiết kế đẳng cấp, phá vỡ những chuẩn mực tiêu chuẩn của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Rolls-Royce Cullinan 2020 sở hữu kích thước dài 5.341mm, rộng 2.164mm, cao 1.835mm, cùng chiều dài cơ sở 3.295mm, trọng lượng không tải 2.660kg. Nếu so sánh với đối thủ trực tiếp là Bentley Bentayga thì Cullinan dài hơn 200mm, rộng hơn 166mm và chiều dài cơ sở dài hơn 303mm. Khả năng lội nước của Cullinan là 540mm. Phần đầu xe có nhiều điểm tương đồng với Phantom, tuy nhiên cản trước và các hốc hút gió được thay đổi đôi chút nhằm phù hợp với một chiếc xe gầm cao. Cụm đèn hậu phía sau sử dụng công nghệ LED, tạo hình 3D bắt mắt, đèn pha trước dùng công nghệ laser. Đuôi xe có thiết kế khá vuông vức nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp cho chiếc SUV siêu sang này. Hệ thống ống xả kép đặt đối xứng hai bên, cản sau làm từ kim loại chống va đập mạnh khi đi off-road. Biểu tượng Spirit of Ecstasy gắn trên đầu xe làm bằng thép không gỉ. Đường quạch lai kép chạy dọc hai bên thân xe có màu vàng tương phản với màu trắng tiêu chuẩn của xe. Mâm xe 22 inch, 7 chấu làm từ hợp kim sáng bóng. Hệ thống camera xung quanh xe. Cullinan là sản phẩm thứ hai được phát triển dựa trên platform nhôm mới Architecture of Luxury sau Phantom thế hệ mới nhất. Hệ thống treo khí nén với khả năng nâng hạ gầm. Nội thất bên trong bọc da màu da bò cao cấp, ốp gỗ veneer chéo 45 độ kiểu chevron. Các chi tiết thiết kế cơ bản vẫn giống với Phantom hay Ghost Series 2. Vô lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Màn hình giải trí trung tâm có thể mở ra khi sử dụng hoặc ẩn khi không dùng đến. Toàn bộ ghế ngồi đều có khả năng chỉnh điện và nhớ hai vị trí. Cửa đóng mở tự động được tích hợp trên cả bốn cửa. Nắp khoang hành lý dạng hai cánh với khả năng đóng mở tự động theo chiều dọc. Một số trang bị nổi bật khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh với toàn bộ trần xe bọc da, hệ thống điều hòa không khí 4 vùng tự động, vô lăng đa chức năng tích hợp điều khiển, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống giải trí, điều khiển bằng giọng nói và điện thoại. Chức năng điều khiển bằng giọng nói cho hệ thống giải trí, hệ thống dẫn đường, điện thoại. Nút điều khiển Spirit of Ecstasy đa năng tích hợp khả năng chạm đa điểm, chức năng sạc không dây cho điện thoại di động. Các cổng kết nối USB, USB-C, HDMI, AV, Blue, dây và tai nghe 3,5mm, bộ định tuyến Wi-Fi. Hàng ghế sau sở hữu một số trang bị nổi bật bao gồm bàn làm việc và màn hình giải trí chỉnh điện tích hợp tại tự lưng hàng ghế trước. Rèm tối màu tre hai bên. Dung tích khoang hành lý của xe là 560 lít và 600 lít khi tấm chắc phía sau được bỏ. Lần đầu tiên trên một chiếc Rolls-Royce, ghế sau có thể gập xuống, tạo dung tích khoang hành lý lên đến 1.930 lít và chứa đồ dài tối đa 2.245mm. Rõ ràng, Cullinan chính là chiếc Rolls-Royce thực dụng nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên với trang bị vách ngăn kính, chiếc Cullinan này không có tính năng trên. Dưới nắp capo của Rolls-Royce Cullinan là khối động cơ twin turbo 6.75 lít V12, công suất 563 mã lực tại 5.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 850 nanomet tại 1.600 vòng trên phút. Rolls-Royce Cullinan có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,2 giây. Tốc độ giới hạn tối đa của xe là 250 km/h giới hạn điện tử. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan đã qua sử dụng, siêu lướt. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Thank you.